tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi những video hướng dẫn các bạn tự học môn tiếng Anh tại nhà đối với chương trình tiếng Anh lớp 5, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong những buổi học hôm trước, cô và các bạn chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài học số 1, số 2 và số 3 rồi đúng không nào? Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 4 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay bây giờ nào. Let's go! Unit 4. Unit 4. Did you go to the party? À, bạn đã đi đến bữa tiệc phải không? À, đã đi, tức là ở đây chúng ta đã hỏi về một sự việc ở trong quá khứ đã xảy ra rồi đúng không nào? Tức là ở trong quá khứ rồi. Vậy thì chúng ta thử xem trong bài số 4 này sẽ có những từ vựng và cấu trúc nào mà chúng ta cần phải ghi nhớ nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm quen với phần từ vựng vocabulary. Now listen and repeat. Party. Party. Festival. Festival. Funfair. Funfair. Go for a picnic. Different. Different. Stay at home. Stay at home. Dance. Sing. Cartoon. Hide and seek. Cake. Comic book. Storybook. Juice. Play the guitar. Play the piano. Food. Sweet. Chat with friends. Drink. Ok, vừa rồi cô đã giới thiệu cho các bạn toàn bộ cái từ vựng của bài học số 4 này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc lại và chúng ta giải nghĩa của các từ vựng này nhá. Drink, ở đây là các loại đồ uống đúng không nào? Bao gồm rất là nhiều loại đồ uống. Chat with friends, ở đây chúng ta là nói chuyện với các bạn của mình hoặc là tán gẫu với các bạn của mình, được chưa nào? Sweet, ở đây là đồ ngọt. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên hình bao gồm rất là nhiều các loại bánh ngọt khác nhau đúng không? Chúng ta gọi chung nó là đồ ngọt, được chưa nào? Sweet. Food, đồ ăn. Play the piano, chơi đàn piano. Play the guitar, chơi đàn guitar đúng không nào? Juice, nước ép trái cây. Storybook, sách truyện hoặc là cuốn truyện. Comic book, truyện tranh. Cake, bánh ngọt. Hide and seek, trò chơi trốn tìm. Cartoon, hoạt hình. Sing, hát. Dance, khiêu vũ. Stay at home, ở nhà. Different, khác biệt. Các bạn nhìn này, ở đây chúng ta hai quả táo màu đỏ, đây là quả xanh đúng không nào? Different, khác biệt, khác nhau. Go for a picnic, đi dã ngoại này. Funfair, hội chợ. Festival, lễ hội. Party, bữa tiệc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và nhắc lại một lần nữa nhé. Party, festival, funfair, go for a picnic. Different, stay at home, dance, sing, cartoon, hide and seek, cake, comic book, storybook, juice, play the guitar, play the piano, food, sweet, chat with friends, drink. Ok, bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần cấu trúc của bài học số 4 nhé. Phần cấu trúc của bài học số 4 hôm nay rất là quan trọng nên là các bạn sẽ cùng nhau ghi chép thật là đầy đủ và để chúng ta sẽ làm bài tập được chưa nào? Rồi, như ở đầu đề của bài giảng hôm nay cô đã giải nghĩa cái tên của bài học ngày hôm nay, đó là bạn đã đi đến bữa tiệc phải không? Thì đã ở đây là chúng ta nói đến cái việc là đã xảy ra rồi đúng không nào? Vậy thì trong bài học số 4 này chúng ta sẽ phải sử dụng những cái động từ mà được chia ở dạng quá khứ. Vậy thì động từ được chia ở dạng quá khứ thì nó có dạng như thế nào? Đó, thì các bạn sẽ nhìn lên màn hình ở đây, cô sẽ có động từ ở dạng quá khứ là chúng ta sẽ đuôi ed ở đằng sau hoặc nó ở cột thứ hai trong cuốn động từ bất quy tắc. Tuy nhiên thì ở sách
ở trong chương trình Anh lớp 5 thì chúng ta cũng chỉ làm quen với một vài những cái từ cơ bản thôi. À, được chưa nào? Vậy thì ở đây cô sẽ đưa cho các bạn cái quy tắc để chúng ta sẽ thêm đuôi ed vào đằng sau động từ khi mà chúng ta dùng nó ở dạng quá khứ, tức là dùng cho cái sự việc đã xảy ra rồi. Đó, thì những cái quy tắc này nó sẽ dành cho những cái động từ mà không có trong cái cuốn 360 động từ bất quy tắc này. Được chưa nào? Vậy thì các bạn sẽ chú ý đến đây xem chúng ta sẽ có những quy tắc nào để chúng ta thêm đuôi ed vào sau động từ. Thì trước tiên, các động từ mà có tận cùng bằng chữ y, chữ e ở cuối cùng ở đây thì ta chỉ cần thêm d ở đằng sau thôi là đã thành đuôi ed rồi, đúng không nào? Ví dụ như bạn thấy like thì ở đây đã kết thúc bằng e rồi, đúng không? Ta chỉ việc thêm d ở đằng sau thôi. Nếu động từ có một âm tiết mà nó kết thúc bằng một nguyên âm cộng với cả một phụ âm thì ta sẽ nhân đôi phụ âm và thêm đuôi ed về đằng sau. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy từ stop kết thúc bằng nguyên âm, được chưa nào? Các bạn nhìn thấy chưa nào? Một nguyên âm, đây là nguyên âm này, cộng với phụ âm thì ta sẽ nhân đôi phụ âm và thêm ed về đằng sau. Nếu động từ có tận cùng bằng một phụ âm cộng với y, các bạn nhớ nhé, ngay cả trong việc chúng ta thêm danh từ số ít hay danh từ số nhiều, hoặc là thêm s hoặc is khi mà đối với chúng ta chia động từ thì hiện tại ấy, đối với các chủ ngữ I, he, she, it, sorry các bạn, he, she, it, thì ở đây y dài này nó đều được chia ra làm hai trường hợp cả. Trường hợp thứ nhất đó là tận cùng bằng y dài, thế nhưng mà đằng trước y dài là một nguyên âm thì như thế nào, và kết thúc bằng y dài nhưng mà trước y dài là một phụ âm thì như thế nào. Thì đối với cái quy tắc thêm đuôi ed ở đây thì nếu động từ có tận cùng bằng một phụ âm cộng với y dài, tức là kết thúc bằng y dài nhưng trước y dài là một phụ âm, được chưa nào, thì ta sẽ chuyển đổi, ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm ed, được chưa nào. Thì ở đây chúng ta có từ study, các bạn nhìn này, kết thúc bằng y dài, được chưa, trước y dài là phụ âm, được chưa nào, thì chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi ed vào đây. Các bạn sẽ chú ý và quy tắc cuối cùng ở đây đó là ngoài những cái trường hợp đặc biệt này ra thì chúng ta sẽ thêm đuôi ed đằng sau các động từ. Một cái chú ý cho các bạn ở đây là đối với các động từ mà bất quy tắc ấy, thì ta sẽ tra ở cột số 2 trong cái cuốn 360 động từ bất quy tắc. Đó, thì khi mà các bạn học đến bài số 4 này là các bạn đã phải có cuốn 360 động từ bất quy tắc rồi. Các bạn sẽ nhớ nhắc bố mẹ mua cho chúng mình để chúng mình có thể tra nhé. Được rồi nào. Rồi, tiếp tục. Vậy thì ở bài số 4 này chúng ta sẽ có các cấu trúc cần phải ghi nhớ như sau. Thứ nhất đó là cách hỏi xem ai đó đã làm việc gì đó hay không. Đã làm các bạn nhé, đã làm ở đây là đã xảy ra rồi, được chưa nào. Thì câu hỏi chúng ta sẽ sử dụng là did cộng với chủ ngữ, cộng với động từ nguyên thể và cộng với phần tân ngữ ở đằng sau. Các bạn chú ý cho cô ở đây thì động từ verb infinitive ở đây nó là động từ nguyên thể không chia, tức là động từ giữ ở nguyên dạng không chia gì hết các bạn nhé. Ở câu khẳng định nó mới chia thôi, được chưa nào. Câu trả lời của chúng ta ở đây sẽ là yes cộng với chủ ngữ cộng với did. Thì chủ ngữ ở đây các bạn học mãi rồi, chúng ta đều biết rằng là chủ ngữ ở đây chúng ta sẽ bao gồm 7 chủ ngữ ở đây, đúng không nào, sẽ thay thế vào đây. Và no cộng với chủ ngữ cộng với didn't, được chưa nào. Ở đây các bạn nhìn xuống ví dụ, cô sẽ có did you watch TV last night, tối qua bạn đã xem TV phải không. Đó, đã xem nhá, tức là việc này đã xảy ra từ tối qua rồi. Yes I did, mình có xem. Did she do her homework, cô ấy có làm bài tập về nhà của mình không. No she didn't, không, cô ấy không có làm, được chưa nào. Và cái cấu trúc tiếp theo mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở đây đó là cách hỏi và trả lời xem ai đó đã làm gì ở bữa tiệc. What did cộng với chủ ngữ cộng với do at the party, câu trả lời chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với động từ thêm đuôi ed hoặc là động từ cột số 2. Thì ở đây cô vừa dạy các bạn cách thêm đuôi ed và tra học cột số 2 rồi, đúng không nào. Thì ở đây các bạn sẽ có ví dụ này. What did she do at the party, cô ấy đã làm gì bữa tiệc vậy. She sang a songs, sorry, she sang some songs, cô ấy đã hát một vài bài hát. Đấy là cái từ sing ở đây chúng ta phải chia, phải tra nó cái cuốn 360 động từ bất quy tắc các bạn nhé. What did your friends do at the party, những người bạn của bạn đã làm gì ở bữa tiệc. They ate cakes and fruits, họ đã ăn bánh và hoa quả. Đấy thế nào. Vậy thì ở trong mặt số 4 này, trước tiên các bạn sẽ phải ghi nhớ cho cô về phần từ vựng là một này. Thứ hai chúng ta sẽ phải ghi nhớ cách thêm đuôi ed
cái quy tắc thêm đuôi ed vào sau động từ khi mà chúng ta chia cái động từ này ở dạng quá khứ, tức là đối với cái sự việc đã xảy ra rồi. Và thứ ba là chúng ta phải ghi nhớ cách hỏi và trả lời xem ai đó đã làm được gì đó hay không. Và cuối cùng là chúng ta phải ghi nhớ cách hỏi và trả lời xem ai đó đã làm gì ở bữa tiệc, được chưa nào? Vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn và sơ qua tổng kết lại cái kiến thức của bài học số 4 rồi. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau ghi lại bài vào vở, sau đó chúng ta sẽ học thuộc từ vựng cũng như là cấu trúc để chúng ta sẽ làm bài tập tốt hơn nhé. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye.